Chào mừng quý khán giả đang theo dõi lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng đối mặt với sự mê hoặc của ngôi vị trí cao vô thượng hoàng đế, người mẹ vốn hiền lành cũng có thể trở thành hung ác. Trong lịch sử Trung Quốc, độc mẫu vốn không ít, ví như đệ nhất hoàng hậu Tây Hán Lữ Trĩ hay đại thanh đệ nhất hoàng hậu Từ Hy, hay đặc biệt thái hậu Hồ Thị của Bắc Tề. Và cùng nằm trong danh sách này, không thể không nhắc tới đại đường đệ nhất hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Để nắm giữ được ngôi vị tối cao, bà hoàng hậu Võ Tắc Thiên đã không từ thủ đoạn, thậm chí còn thẳng tay 3 lần giết chết con để hoàn thành giấc mộng đứng đầu tam cung lục viện. Và cũng từ đây, Võ Tắc Thiên càng ngày càng tàn nhẫn cùng mưu đồ đăng cơ bảo vệ vương quyền của chính mình. Tham vọng bá chủ của vị độc mẫu này lớn đến mức nào khiến cho bà sẵn sàng nhẫn tâm sát hại chính máu mủ của mình để có thể chiếm đoạt bằng được? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay của Lịch sử Trung Quốc. Xin mời theo dõi! Năm 649, Đường Thái Tông băng Hà, Lý Trị lên ngôi lấy hiệu là Đường Cao Tông. Lúc này, Võ Mị Nương phải vào cảm nghiệp tự do là tài nhân của nhà vua đã băng Hà. Vì quá yêu nàng, Đường Cao Tông nhất định không thể để nàng ở cảm nghiệp tự. Vị hoàng đế này thậm chí đã mê muội nàng đến nỗi tự tìm đến tận chùa thăm nom. Lúc đó, bị Vương Hoàng hậu phát hiện, ban đầu nàng ta không hài lòng, nhưng vì thấy hoàng thượng say mê Võ Mị Nương này nên nàng ta đã nghĩ ra việc nhờ Võ Mị Nương trả thù việc Tiêu Phi được nhà vua sủng ái, sinh ra kiêu ngạo. Vì thế, Vương Hoàng hậu đã đích thân đón Võ Mị Nương về. Nhưng cũng chính từ đây, hoàng đế càng mê hoặc Võ Mị Nương hơn và bỏ bê cả hoàng hậu lẫn Tiêu Phi. Không những vậy, sau khi Võ Mị Nương sinh cho hoàng đế một nàng công chúa, sự sủng ái không những không giảm mà ngày còn tăng cao. Lúc này, Hoàng hậu và Tiêu Phi lại liên kết với nhau nhằm đánh đổ Mị Nương. Việc này khiến Mị Nương căm hận nên đã tính chuyện trả thù. Một lần, khi Hoàng hậu tới thăm cung của công chúa, Võ Mị Nương đã vô tình đóng cửa lại trong khi lò thang đang đốt, khiến cho công chúa bị ngạt. Tuy là sau khi sự việc bị phát giác, công chúa vẫn chưa chết, nhưng vì để trả thù và muốn Hoàng hậu bị phế, Mị Nương đã bóp ngạt con gái của mình tới chết để vu tội cho Hoàng hậu. Bị Mị Nương giật dây, Cao Tông bất chấp triều đình, phế Vương hậu, phong Mị Nương làm chánh cung Hoàng hậu. Năm ấy bà 33 tuổi, hơn vua 5 tuổi. Từ đây bà được đổi tên là Võ Tắc Thiên, tức Võ Hậu. Cao Tông sau này đã sắc phong cho con trai trưởng của ông với Võ Hậu là Lý Hoằng làm Đông Cung Thái Tử. Năm Lý Hoằng 23 tuổi, Cao Tông dù mới 45 nhưng đã ốm yếu nên có ý chuyển quyền hành dần về tay Thái Tử. Lý Hoằng là người có học, có đạo đức, tính tình rất tốt, biết thương yêu lính và dân, muốn làm nhiều việc để giúp đỡ họ, như gặp năm đói kém, ông đã lấy gạo trong kho ra phát trần. Nhân dịp đến Lạc Dương, Thái Tử Hoằng phát hiện hai người con gái của Cao Tông và Tiêu Phi là Nghi Dương và Cao An, tức là chị cùng cha khác mẹ với Thái Tử, bị giam lỏng ở đấy. Cả hai nàng công chúa đã trên 30 tuổi mà không có cơ hội lấy chồng. Thái tử về can thiệp với mẹ, Võ hậu buộc lòng phải gả chồng cho hai nàng nhưng lại gán cho hai tên thị vệ, gả công chúa cho thị vệ. Con trai thứ ba của Võ hậu tên là Chiết, có vợ là Đào Phi, một cô gái rất hiền thục. Mẹ nàng là công chúa Trường Lạc, ra vào cung cấm và rất thân thiết với vua Cao Tông. Võ hậu nổi cơn ghen nên đã đuổi vợ chồng công chúa đi xa và cấm về triều, còn Đào Phi thì bị Võ hậu bắt giam và bỏ đói cho đến chết. Hai việc trên đây khiến Thái tử Hoàng giận nên đã dùng lời lẽ cay đắng trách mẹ. Chẳng những không nghe, bà còn nặng lời của trách. Mười mấy hôm sau, trong một cuộc du ngoạn với cha mẹ, Thái tử Hoàng chết vì ăn phải thức ăn có thuốc độc. Sau khi Thái tử Lý Hoằng qua đời ít lâu, Thái tử Lý Hiền được đưa lên thay thế. Trong mắt Võ Tắc Thiên, Lý Hiền là đứa con văn võ toàn tài, rất được lòng mẫu hậu. Hoàng tử Hiền, con trai thứ hai của Võ Hậu được lập làm Thái tử. Năm 679, bệnh của Cao Tông càng nặng, Hiền được phong làm phụ chính. Chàng để hết tâm trí vào công việc của triều đình. Khôn ngoan hơn Thái tử Hoàng, Hiền luôn giữ một khoảng cách với mẹ, không ăn cơm chung với bà và cũng ít khi qua Lạc Dương thăm bà. Võ Hậu biết được nên rất tức giận, rồi có tin đồn rằng
Hiền là con của bà Hàn Quốc phu nhân, chị Võ Hậu, hẳn là do Võ Hậu tung ra để làm giảm uy tín của chàng. Lý Hiền là người chưa có kinh nghiệm trong chính trường. Dưới sự uy hiếp của Võ Tắc Thiên, ông bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Ông trở nên buông thả, ngày ngày đắm chìm trong tiểu sắc. Tại Lạc Dương, Võ Hậu giao du rất thân mật với đạo sĩ Minh Tôn Yên. Để được lòng Võ Hậu, gã đã không tiếc lời chê tướng mạo của Hiền. Cuối năm 679, gã bị ám sát trên đèo Đồng Quan trong khi từ Lạc Dương về Trường An. Võ Hậu giận dữ, tin chắc vụ này do Hiền đạo diễn nên một mặt cho gọi Hiền về Lạc Dương, mặt khác ra lệnh khám xét tư dinh của Thái tử và phát hiện 300 món vũ khí trong chuồng ngựa. Kết quả, Hiền bị khép tội phản nghịch và bị kết án tử hình, nhưng vua Cao Tông đã kịp thời can thiệp. Năm 680, sau khi lập án điều tra, Lý Hiền bị giáng làm thường dân vì tội mưu phản, giam trong nhà lao, sự nghiệp chính trị kết thúc hoàn toàn. Nhưng Võ Tắc Thiên vẫn chưa buông tha, bà còn mang tất cả áo giáp tìm thấy trong cung của Thái tử ra đốt ở ngoài thành Lạc Dương để bêu dếu tội mưu phản của Thái tử trước thiên hạ. Cuối cùng, Võ Tắc Thiên phái tướng quân Khâu Thần Tích tới nơi Lý Hiền bị giam giữ, ép Lý Hiền phải tự sát. Nhắc đến Võ Tắc Thiên thì có lẽ không ai là không biết, bởi bà là nữ hoàng duy nhất của Trung Hoa phong kiến với tài sắc khó có ai sánh bằng. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì bà còn nổi tiếng bởi những giai thoại xung quanh mình về sự tàn ác và cay độc mà không một mỹ nhân Trung Hoa nào có thể vượt qua được. Chẳng hạn như bà đã sẵn sàng ra tay giết chết bất kỳ ai ngáng đường mình với mục tiêu nắm trọn quyền lực. Giết người không gây tay là như thế, trời không sợ, đất không sợ. Thế nhưng Võ Tắc Thiên lại luôn mang trong mình một nỗi sợ kỳ lạ được lưu truyền trong sử sách khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết sự thật đó. Võ Tắc Thiên có tên thật là Võ Chiếu hay còn được nhiều người biết đến với cái tên Võ Mị Nương. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có ở Sơn Tây, Trung Quốc. Vì thế, ngay từ thuở bé, bà được ví như một cô công chúa nhỏ, đài các, đoan trang muôn phần. Năm 637, Võ Chiếu được Đường Thái Tông triệu vào cung, phong làm tài nhân, cấp bậc thứ 5 trong 9 bậc thuộc hậu cung. Sau đó, bà đã trải qua các vị trí tài nhân, chiêu nghi, hoàng hậu, hoàng thái hậu, hoàng đế, thái thượng hoàng, nhưng cuối cùng trước khi qua đời đã quay lại với vị trí hoàng hậu của nhà Đường. Nói về bà, sử sách ngày nay còn lưu lại khá nhiều. Tuy nhiên, bà là một nữ nhân thuộc kiểu lắm công nhiều tội, bởi ngoài sự tài giỏi hơn người ở việc trị nước ở những năm tháng nắm quyền, trái lại, bà đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác, giết người không gây tay trên con đường tiến thân của mình. Nổi tiếng nhất là sự vụ tranh sủng với Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi. Sau khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân băng hà, Đường Cao Tông Lý Trị lên ngôi, Võ Tắc Thiên lúc này với danh nghĩa là phi tần của tiên đế nên theo luật phải cạo đầu vào chùa đi tu. Tuy nhiên, trước đó, bà đã không ít lần qua lại bất chính với Lý Trị, tức con riêng của chồng. Vì thế, không lâu sau khi vào chùa, bà được Lý Trị cho quay lại cung, nối lại tình xưa trong sự phản đối của nhiều người vì trái với luân thường đạo lý. Nhưng cứ ngỡ sự phản đối lớn nhất là từ các phi tần của Lý Trị. Nào ngờ, sự vụ đưa Võ Chiếu quay lại cung lại được sự ủng hộ của Hoàng hậu Vương Thị. Vì thực chất, Hoàng hậu muốn mượn Võ Chiếu để đấu đá với Tiêu Thục Phi, người gần như là được Lý Trị độc sủng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tình thế dần dần thay đổi, Võ Chiếu được gần gũi Lý Trị trong sự ủng hộ của Vương Hoàng hậu, song liên tiếp sinh hạ hai hoàng tử cho hoàng đế nên nhanh chóng trở thành thế lực mới trong cung. Nên là từ chỗ đồng minh, giờ đây Vương Hoàng hậu lại lo sợ, quay ra hợp mưu với Tiêu Thục Phi để đối phó lại Võ Mị Nương. Tuy nhiên, không cam tâm để bị hãm hại, Võ Chiếu liền trở nên mưu mô xảo quyệt để đối phó lại hai nữ nhân kia. Thế là cuộc chiến tranh sủng tàn khốc bắt đầu trỗi dậy tại hậu cung nhà Đường. Tháng Giêng năm 654, Võ Chiếu hạ sinh người con thứ ba là An Định công chúa. Bà đã dùng chính đứa con ruột này của mình để dọn đường tiến thân, lật đổ hoàng hậu. Tương kế tựu kế, Võ Chiếu bèn nhân một hôm khi hoàng hậu đi thăm công chúa vừa về, liền đóng hết cửa rèm lại rồi bóp mũi giết chết con gái. Sau đó, Võ Chiếu còn mua chuộc các cung nhân, bảo họ khai với Lý Trị rằng việc này là do hoàng hậu ra tay. Mặt khác, bà lại giả vờ khóc lóc thảm thương cho Cao Tông động lòng.
Mục đích thành công, Đường Cao Tông Lý Trị liền tin Hoàng hậu giết An Định công chúa là thật, tức giận vô cùng. Phần Vương Hoàng hậu thì không còn cách nào để tự biện minh. Sau đó, sự việc Vương Hoàng hậu cấu kết với mẹ mình và Tiêu Thục Phi yểm bùa Võ Chiếu bị bại lộ, nên Hoàng đế lập tức hạ chiếu phế hậu, phế phi, giam vào lãnh cung vào năm 655. Cuối năm đó, Lý Trị phong Võ Chiếu trở thành Hoàng hậu mới. Chưa nguôi cơn giận, Võ Hoàng hậu đã lén 5 lần 7 lượt tìm cách hành hạ cả phế Hoàng hậu Vương Thị và Tiêu Thục Phi trong lãnh cung bằng khổ hình suốt một thời gian dài. Sau đó, biết chuyện Lý Trị cũng hay vào lãnh cung thăm nom hai nữ nhân này, Võ Hoàng hậu tức giận, sự tàn độc trong bà dâng cao nên liền sai người giết hai nữ nhân bị phế truất này. Có giai thoại cho rằng hành động giết Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi của Võ Hoàng hậu không hoàn toàn đơn giản. Bà đã cho người chặt hết tay chân của họ rồi mang thân thể què cụt kia đi ngâm giấm, cũng có thể là rượu, cho nỗi đau ngấm vào xương tủy đến chết. Nhưng cái chết của hai nữ nhân này đã để lại trong lòng Võ Hoàng hậu một nỗi sợ ít người biết đến, đó chính là sợ mèo. Tương truyền, trước khi chết, Tiêu Thục Phi đã nguyền rủa rằng sau khi qua đời sẽ hóa thành mèo mà quay trở về cung, giống giết kêu gào, ám ảnh tâm trí Võ Hoàng hậu. Một ngày, Tiêu Thục Phi không chịu đựng được nên đã gào thét, nguyền rủa Võ Tắc Thiên. Võ Chiêu nghi, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Sau khi chết, ta sẽ biến thành mèo, khiến họ Võ nhà ngươi biến thành chuột. Ta sẽ cắn cổ họng ngươi rồi ăn sạch cả nhà ngươi. Biết tin này, Võ Tắc Thiên vừa tức lại vừa sợ. Bà cho thái giám đánh Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, mỗi người 100 roi, rồi chặt chân, chặt tay, ngâm vào thùng rượu để cả hai chịu đau đớn đến chết. Sau khi Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi chết, Võ Tắc Thiên vẫn không hả giận nên cho người đem xác của tình địch ra hành hạ và nói: ta cho các ngươi biến thành mèo ngâm rượu, xem các ngươi làm sao mà ăn được ta. Dù nói mạnh miệng như thế, nhưng có lẽ vì làm việc ác quá nhiều mà Võ Tắc Thiên vẫn rất sợ lời nguyền rủa của Tiêu Thục Phi. Nhiều đêm liên tục, Võ Tắc Thiên thường mơ thấy những con mèo với tiếng kêu thảm thiết, bê bết máu tìm đến trả thù, khiến bà giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Liên tục mời các đạo sĩ nổi danh vào cung để giúp đỡ và lập đàn hóa giải nhưng không thành, Võ Tắc Thiên ngày càng lo lắng hơn. Nỗi sợ mèo của Võ Tắc Thiên lớn đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu hay thấy một con mèo đi ngang qua là bà la hét thất thanh làm náo loạn cung điện. Võ Hoàng hậu đã ra lệnh cấm tất cả các cung nhân, nô tỳ, thái giám trong cung nuôi mèo và cho người lùng giết hết tất cả mèo hoang trong cung. Bà liên tục di chuyển từ cung điện này sang cung điện khác nhưng vẫn không thể tìm thấy một nơi thật sự an toàn cho mình vì giấc mơ về những con mèo vẫn chưa bao giờ biến mất. Tương truyền, suốt hơn 40 năm sau đó, Võ Tắc Thiên vẫn phải sống chung với cơn mơ về những con mèo tìm đến mình trả thù. Trước giờ, nữ chủ Võ Hậu chưa biết sợ thứ gì, lại nham hiểm độc ác, giết người không gây tay để tranh quyền đoạt vị, mà nay lại đi sợ hãi trước một sinh vật bé nhỏ bốn chân. Từ đó, tin đồn Võ Hoàng hậu sợ mèo lan rộng khắp thiên hạ Trung Hoa đời Đường, thậm chí là còn được lưu truyền đến tận ngày nay. Ngoài ra, Võ Hoàng hậu còn một nỗi sợ khác, đó chính là sợ hồn ma. Dân gian lưu truyền lại rằng, sau cái chết của Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, đêm đêm, Võ Hoàng hậu đều nhìn thấy hồn ma của họ hiện về trong tẩm cung riêng nên không ít lần hoảng sợ tột cùng. Sau đó, bà cũng không ít lần xây cung mới và thay đổi nơi nghỉ ngơi, thậm chí là cũng nhiều lần đổi tên tẩm cung của mình từ Bồng Lai Điện thành Đại Minh Điện. Cũng không ít lần, bà mời pháp sư về cúng nhiều ngày, khiến thiên hạ không ít lời đàm tiếu về nỗi sợ của bà. Quay lại con đường tiến thân của Võ Hoàng hậu, thì sau khi giết chết Vương thị cựu Hoàng hậu cùng Tiên thị cựu Thục Phi, bà ta còn ra tay sát hại thêm nhiều người từ con ruột cho đến những người thân thích bên cạnh và những ai cả gan chống lại bà. Đến năm 583, Đường Cao Tông Lý Trị băng hà, lúc này bà càng nắm quyền hành. 7 năm sau đó, bà chính thức lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Võ Chu. Từ ngày làm nữ hoàng, bà càng độc ác hơn. Ai dám ngáng đường bà đồng nghĩa với việc chọn cái chết, kể cả ruột thịt, thân tình, máu mủ. Năm 705, bà bệnh nặng và qua đời ở tuổi 82 với tôn hiệu Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế,
kết thúc cuộc đời của một nữ nhân lắm tài, nhiều tội bậc nhất Trung Hoa xưa. Những gì Võ Tắc Thiên để lại cho đất nước Trung Hoa không chỉ dừng ở việc có công thống nhất Giang Sơn về một mối, mà còn tạo ra nhiều tranh cãi liên quan đến tính cách tàn bạo và độc đoán của người phụ nữ này. Võ Tắc Thiên còn gián tiếp kiểm soát nền tôn giáo trong nước, giải truyền đơn để củng cố địa vị chính trị cũng như tập hợp một đội quân nội gián riêng chuyên để trừ khử những mối nguy hại có thể làm lung lay ngai vàng của mình. Tuy nhiên, xét một cách công bằng thì rất nhiều chi tiết trong các câu chuyện về Võ Tắc Thiên chỉ là lời kể truyền miệng của dân gian. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tranh luận và bàn cãi về tính xác thực của những câu chuyện này. Bên cạnh danh hiệu người đàn bà quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc, người đời cũng không thể quên được những thủ đoạn và mưu đồ độc ác của Võ Tắc Thiên. Thậm chí, các nhà sử gia còn cho rằng từ cổ chí kim không ai có thể sánh được với Võ Tắc Thiên cả về tài hoa lẫn sự độc ác. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều rằng bà chính là người phụ nữ mưu trí trong việc trị quốc và đã có rất nhiều những đóng góp cho sự phát triển của đất nước Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và những ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!